Vâng, và để khai mạc cho chương trình hôm nay, chắc con xin mời cha Phêrô tới lên Thanh Hóa, lên Thanh Hóa cái buổi văn nghệ giao lưu văn nghệ của các em học viên. Con xin kính mời cha. Con xin kính mời các bạn trẻ cùng gia đình để quý thầy cô cùng với học viên của con chúng ta đến tại ta. Nhân nhân cha và con và thần thần Amen. Hứa xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm cũng khi làm. Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh mỗi việc chúng con được khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Kính mừng Maria. Hãy ơn vô đức Chúa Trời ở cùng bà và có phúc là hơn mọi người nữ bà Giê-xu có lòng bà cùng phúc là Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử. Amen. Cha Thánh John Bosco, Đức Mẹ phù hộ các giáo hữu, cầu cho chúng con. Nhân cha và con và thánh thần. Amen. Tiết mục
đến một sự tình cờ, đó là Don Bosco Phước Lộc của chúng ta và Đông là một nhà trường Don Bosco có truyền thống và các bạn có những cái phong cách rất là đặc biệt. Đặc biệt là các bạn đến từ vùng Tây Nguyên như Gia Lai, Kon Tum và Đắk Lắk. Những và đặc biệt là có những cái bạn quản gia thì các bạn sẽ có nhiều cái tiết mục để mang lại cho chúng ta về đặc sắc về Tây Nguyên. Và tối hai tiết mục đặc sắc
vào lúc 1 buổi có hai nhạc công rất là nổi tiếng ở chốc tỉnh Giàu, là một trong những nhạc công đó là cha Đinh Nghĩa Sĩ. Ngài đã cho chúng ta cảm nhận được cái sự đồng điệu của các nhạc cụ khác nhau nhưng hòa chung vào một bài nhạc, cũng như mỗi người chúng ta cùng sống chung với nhau một mái nhà, và đặc biệt là chúng ta là cùng là một gia đình của Don Bosco, thì chúng ta cảm thấy rằng là sự hòa hợp với nhau, sự hòa nhịp với nhau của từng người cũng giống như là một ba mẹ vậy. Và để truyền tải về thông điệp này thì trường Don Bosco Tắc Tiến sẽ gửi đến cho chúng ta một giai điệu về những tiếng kèn, và trong cái tiếng kèn này sẽ đồng với những cái điều bài học ý nghĩa mà mong chúng ta cùng nhận ra sự hòa hợp với nhau trong cuộc sống. Và xin vỗ tay thật lớn cho tiếp tục kèn của các bạn học viên Don Bosco Tắc Tiến. Bây giờ hãy cho background đúng nè. Thôi mà bây giờ mở lên cho tủ nè thì background không giống ai hết. Thấy không? Bây giờ phải chấp nhận bỏ background thôi. Đúng không? Không rồi, đừng có mở background luôn. Không muốn quay về, chỉ muốn quay về thôi.
sinh của trang trường nghề cũng xuống đơn tiến thì ở đấy các bạn học tới từ 1 giờ trưa và sau đó thì thật được là một tiếng một các bạn đã tập kèm với nhau cũng như thế thời gian cũng hạn hẹp và những cái tiết mục các bạn nghe như vậy đấy thì các bạn sẽ phải tranh thủ vào giờ của 2 buổi chiều và những hôm mà trời mưa hay là những trang bài những trang khác không chơi được thì các bạn sẽ kéo nhau ra các bạn tập với nhau có ai là các bạn cứ chơi đẹp biết và từ nhà tôi sẵn sàng để hẹn chơi một nhà và còn ở nhà thường thì các bạn sẽ con và các bạn chơi cùng với nhà cơ thì ở đây là có các bạn ngồi phía trên này nó là nhà con của nó xuống hết và các bạn ngồi sẵn sàng và rồi là tôi cũng sẵn cho nên là sau đây mình biết sắp tết đấy và các bạn thật sự ngày này thì khoảng 2 ngày thôi 2 ngày thì các bạn tập được thì là biết được rút cảnh đấy rồi. Và ta có thể nói một bài hát này thì các bạn học biết đấy, các bạn biết các bài hát này của người ta đang chia sẻ với chúng ta với lại các em học viên của một số đã biết là bài hát này là bài hát tên gì không? Ai biết à? Ai biết xin giơ tay? Ai biết giơ tay trả lời là gì? Làm sao thế đường để tìm thấy nhau? Đôi bên sẽ mau xa rời chỉ mình và vỡ. Từ những cánh mất người cười cho cơn gió lạnh mà người mang theo đã cuốn đi xa dần biết bao mơ mộng ngày ta có. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cảm ơn tất cả các bạn, quý thầy cô và các anh em trong dòng Don Bosco đang phục vụ ở đây. Thực ra thì cha hát cũng rất là dở, nhưng mà thôi, trong bầu khí này cha sẽ hát cho các bạn nghe một cái bài hát, đó là một cái câu chuyện gần như là đời tu của cha. Đó là bài Ơn Vợ Ngôi Sao. Có ai biết bài này chưa? Chắc chưa nghe đâu. Bài này của Phan Đình Tùng hát kể về tên gọi của một ngôi sao, có một chàng thanh niên trước đây đã từng là ca sĩ, đã từng lăn lộn dưới gầm sân khấu, đã từng cảm nhận rằng mình có cái gì đó rất đặc biệt, nhưng mà một ngày Chúa đã gọi và vì đó đã trở thành anh chàng đó đã trở thành một linh mục và hứa với Chúa rằng cả cuộc đời mình sẽ là ca sĩ của Chúa để hát tin mừng trong suốt cuộc đời của mình. Và chắc cũng bật mí một chút xíu, cha trước khi đi tu thì cha là giáo viên dạy văn cấp 2, rồi cũng đã từng chơi nhà, cũng đã từng đi với các bạn của mình như các bạn đây sinh hoạt từ thời hát thi Hoa Phượng Đỏ các trường cho tới thi tiếng hát đài truyền hình, cha cho con đi theo để đến đời người ta cho người ta thôi. Thế nhưng bây giờ đứng đây trước các bạn thì cho cha một lần nữa chẳng phải tỏa sáng gì đâu, nhưng mà cùng chung vui với các bạn trong cái niềm vui của buổi tối hôm nay. Xin các bạn cho cha một tràng pháo tay để khích lệ ông Hoàng. Tôi đã có muôn vàn tình yêu và lòng
lắm nhưng ngàn vì sao nhưng lòng tôi vẫn khát khao nhìn qua ngày đã đến dẫn con trên đường về mẹ dành lưu nhau ngày đã đến thắp lên trong con một ý hướng con sẽ hát tin mừng tin yêu thương con sẽ sống tin mừng trên quê hương và sẽ quấn với ngài về mọi nơi có một ngày chúa vào mời nghe xuống sáng tim mình có một ngày tiếp thì thật như thức tình tâm linh chúa ơi con đã vì ta rồi chinh phục rồi con sẽ là linh hồn của chúa con sẽ hát tin mừng sẽ hát tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao có một ngày trong gọi mùi nghe xót xa tim mình có một ngày tiếng thì thầm như thức tình tâm chúa ơi con đã bị ngài chinh phục rồi con sẽ là linh hồn của chúa con sẽ hát tin mừng sẽ hát tin mừng suốt đời con giữa ngàn sao rồi đó là câu chuyện của một đời cha. Trong ngày thì chúng ta rất là thoải mái cởi mở với nhau tất cả những gì mà chúng ta chia sẻ với nhau điều hay nhất và cũng khép lại cho cái chương trình tối hôm nay thì thầy cũng như các cha cũng muốn lắng các em lắng nghe lại chúng ta cùng nghe cha của chúng ta chia sẻ và những điều ngài nhắn nhủ cho chúng ta tối nay. Vâng, con xin mời cha cho các em câu lời. Vâng, cảm ơn hai bạn. Cha xin các bạn chúng ta thinh lặng được một chút xíu vì cái này là cái phần gần như là tổng kết của ngày hôm nay. Vâng, cha hiện diện ở đây không phải chỉ để hát cho nó vui, nhưng trong thâm tâm của cha cùng với các bề trên trong nhà dòng, đặc biệt bên ban mục vụ giới trẻ muốn cho các bạn học sinh trong trường nghề, các thầy cô giáo trong trường nghề của Don Bosco cùng có cái dịp để gặp nhau những cái lúc như thế này. Thật ra thì chúng ta cũng khác biệt nhau từ mọi miền văn hóa, từ tuổi tác, từ giới tính và bao nhiêu cái sở thích của mình. Nhưng mà những lần gặp gỡ như vậy, các bạn thấy rằng ở trong tỉnh dòng Salesian Don Bosco Việt Nam, sự hy sinh của những cha, những thầy là ban tổ chức đó, thực ra muốn điều gì? Thực ra thì nói cho cùng không phải là để tiêu tiền để cho các bạn vui đi đây đi kia hoặc cho các thầy cô có dịp gặp nhau để nói chuyện. Nhưng chúng ta biết đó, từ sáng tới giờ và những năm vừa qua, những ngày giao lưu như vậy với các bạn chắc chắn là những dịp rất là khó quên trong đời. Bản thân cha là một người có trách nhiệm trong tỉnh dòng và đặc biệt có trách nhiệm trong những cái dịp gặp gỡ như vậy nữa. Thì cha có thể tóm kết cho các bạn tối nay với ba từ thôi, ba chữ thôi. Thứ nhất, chúng ta thấy có cái nét đẹp. Các bạn có đồng ý điều này không? Có đẹp không? Cha không nói về sân khấu, về này kia, nhưng mà chính các bạn, mỗi người hiện diện nơi đây, cha thấy từ ăn mặc, từ nét mặt, rồi vóc dáng, rồi hát, rồi đàn, rồi tất cả mọi sự, nó có cái điều mà có lẽ rất nhiều người phải ghen tức với các bạn. Chúng ta gọi đó là cái đẹp đi. Cái thể hình, cái tâm tình, cái con người, vẻ mặt, nụ cười, môi trường, rồi tất cả những gì chúng ta đang cố gắng, chúng ta diễn đạt cả cái nét đẹp trong cái nhân cách con người nữa. Mình là những người con của núi rừng Tây Nguyên, nét đẹp của Tây Nguyên. Mình là người con của trường Tân Tiến,
chúng ta mang đến nét đẹp của tân tiến. Mình là người một nhóm ở trong André Maisen, mang đến nét đẹp của André Maisen. Tất cả những cái đó chúng ta thấy rằng cái điều mà chúng ta đóng góp cho người khác là cái phần đẹp nhất trong bản thân mình. Và các bạn cứ tưởng tượng đây, một cái vườn hoa mà mỗi một bông hoa có cái nét đẹp riêng như vậy, khi góp lại chúng ta sẽ thành một vườn hoa thật sự là xinh tươi và tuyệt vời. Và Chúa tạo dựng chúng ta, nhớ Chúa cho chúng ta vẻ đẹp đó, Chúa tạo dựng chúng ta mỗi người một vẻ, 10 phân vẹn 10, để những lần gặp gỡ như vậy chúng ta đem đến, chúng ta tạo nên một cái bầu khí, và đặc biệt hơn nữa cái vẻ đẹp của tuổi trẻ, của những học sinh mà các cha, các thầy dòng Đông Bosco cùng với quý thầy cô, các sơ FMA và các sơ dòng Vinson, tất cả những người đang rất tâm huyết muốn giữ cho các bạn cái điều đầu tiên này, đó là đẹp. Điều thứ hai, chữ thứ hai là niềm vui hay chữ vui. Tới giờ này thì chắc một vài bạn bắt đầu ngáp lên ngáp xuống rồi, tại vì mệt rồi, cả ngày phơi nắng, cả ngày đi xe rồi chơi rồi vân vân. Cái vui này á, thực sự cha thấy tuổi trẻ mà không vui thì thôi bỏ đi rồi. Tuổi trẻ chúng ta có rất là nhiều niềm vui. Có thể một bạn bây giờ đang ngồi ở đâu đó, không học ở trường này, ngồi ở một góc ở thành phố Sài Gòn hay Ban Mê Thuột hay Đà Lạt hay Bảo Lộc gì đó, và cái đầu của mình cắm chúi vào ở trong một cái màn hình vi tính hoặc là một cái smartphone và quên hết mọi sự xung quanh mình. Lẽ dĩ nhiên bạn đó cũng cười lên và có những cái động thái tỏ ra niềm vui, nhưng mà làm có một mình thôi. Và các bạn biết, ví dụ như bây giờ cha đang nói với các bạn, cha cua tay cua chân như vậy thì không sao cả. Giờ cha vô trong phòng cha nói cha cua tay mình, hoặc là cha vô nhà vệ sinh cha cũng cua tay một mình, thì chắc các bạn bảo ông này hơi khờ ung khung huyền khùng. Đấy, niềm vui của chúng ta là niềm vui được đến với người khác, đến cho người khác thấy cả niềm vui ở trong lòng của mình. Và đây là điều Don Bosco, vị thánh sáng lập dòng Don Bosco, là những người mà đang quan tâm tới các bạn đấy, đặt làm trọng tâm cho vấn đề giáo dục. Khi mà một người vui thì cái vui bên ngoài nó chỉ là dấu hiệu mà thôi, còn cái phần quan trọng là phần trong tâm hồn nè, trong trí não của họ này, họ cảm nhận được một cái gì đó rất là vui thì họ bày tỏ ra cho mọi người. Và có một cái câu ngạn ngữ rất là hay: nếu niềm vui mà được chia đôi thì nó sẽ nhân lên gấp hai, còn nếu nỗi buồn mà chúng ta chia sẻ thì nó vơi đi một nửa. Cha nghĩ rằng trong những ngày vừa qua, một năm học các bạn cũng đã rất là vất vả, các thầy cô cũng mệt mỏi vì giờ học về thêm bao nhiêu sự. Tới những lúc này, gần như vào cuối năm học, chúng ta có giây phút bên nhau cùng chia sẻ, cùng chơi, cùng hát, cùng vỗ tay, cùng la, cùng cười vân vân. Đó là một niềm vui được chia sẻ. Và các bạn cứ tưởng tượng đây, gần mấy trăm con người đây mang cái niềm vui đó tới thì chắc chắn niềm vui sẽ nó lớn lên. Và khi chúng ta đem cái niềm vui này về ở với nhóm của mình, với trường của mình, thậm chí về gia đình trong ngày hè nữa, cha nghĩ rằng niềm vui nó đang lan tỏa. Và đó là điều mà cha nghĩ rằng những cái cơ hội như vậy giúp cho chúng ta sống thực sự cái niềm vui. Bây giờ còn một chữ cuối cùng, theo kinh nghiệm của cha, và cha thấy cha cũng đã từng bước qua tuổi trẻ như các bạn, mà cách đây rất là nhiều năm rồi. Đơn giản năm nay cha 54 tuổi rồi. Nếu tầm các bạn 17, 18 thì chúng cũng khá lâu rồi, đúng không? Điều gì mà lúc này cha vẫn còn cảm nhận được, xin lỗi cho bây giờ, từ chuyện biết một nốt nhạc, thổi được một cái bài kèn, hoặc là chơi được một tí ping pong, hoặc là đá banh, hoặc là học một tí tiếng, biết được một chút tiếng Anh gì đó. Thực ra cho tới ngày này, vào cái tuổi mà như cha là tuổi trung niên rồi đó, là những cái gì, thưa các bạn, cha học từ thời nhỏ hơn các bạn. Lớp 3, lớp 4, nhà của cha, mấy ông anh trong nhà không cho cha đi chơi, mà bảo rằng thôi, ăn xong ngủ trưa hoặc ban chiều có thể đi đá banh với các bạn một chút xíu, còn giờ rảnh chịu khó học mấy nốt nhạc để mà chơi với anh em bạn bè trong xóm. Cha xin lỗi chứ, nếu mà bây giờ quăng ra nhạc cụ gì thì mình cũng có thể chơi được, cũng không phải là mình giỏi đâu, nhưng mà
điều mà mình đã học từ thuở bé, mình rất là ghét vì bảo cái đó là bị bắt buộc, thì bây giờ nó trở thành cái nghề, cái vốn của mình để mình có thể sử dụng rất là thành thạo. Một từ, hai từ tiếng Anh học từ lớp 4, lớp 5, bây giờ sau mấy chục năm rồi vẫn có thể là cái bài học luôn luôn nhớ trong mình, để mình có thể sử dụng khi mình cần, mình đọc sách, mình giao tiếp. Và cha nghĩ một cái chữ để cha nói với các bạn lúc này để kết thúc luôn, đó là chữ bền. Chữ bền hay là chữ lâu bền đó, dài lâu đó. Trong cuộc đời chúng ta không có gì nó tạm bợ đâu, thưa các bạn. Nếu mà từ thuở nhỏ mình tập ngồi thẳng này, mình tập đi đứng cho nó ngon lành này, mình tập nói, tập diễn đạt trước mặt đám đông này, mình có thể tự tin để mà chia sẻ với mọi người một cái tư tưởng của mình này, mình viết một câu văn hay này, mình làm một bài toán rất là giỏi và nhanh. Những cái đó chúng ta học từ bé. Và từ từ dần dần, nếu ai mà có một cái độ trung thành trong mỗi ngày mình tập luyện, thì đến khi các bạn lớn lên, các bạn đến tuổi 50, 60, 70 rồi, các bạn vẫn còn một cái vốn ở trong cuộc đời mình rất là chắc. Con đường giáo dục, thưa các bạn, đó là điều cha muốn nói. Nó có cái nét đẹp, nó có cái nét vui, và nó cần cái độ bền. Cha cầu mong sao trong lứa tuổi này các bạn có đầy đủ mọi cơ hội, so ra với thời của các cha các thầy tầm tuổi 50 đổ lên, so với bố mẹ, ba mẹ, ông bà ở nhà, chắc chắn các bạn sẽ có những điều kiện tốt hơn rất là nhiều. Bây giờ làm sao để cho cuộc đời của mình sau này có một cái hướng tương lai hoặc là huy hoàng hoặc là điêu tàn thôi, không còn cái chọn lựa nào khác. Cha cầu chúc các bạn điều này. Thứ nhất, hãy nghiệm ra trong từng ngày sống của mình, mỗi ngày đều có một cái niềm vui trong đó. Cái này có dễ kiếm không? Chắc nghĩ là dễ, tại vì bây giờ tuổi mình chưa phải lo nào vợ, nào con, nào đi làm, nào tiền bạc, ai nuôi mình, mẹ, ba mẹ ở nhà lo hết, thầy cô ở trường lo hết, các cha các thầy quan tâm cũng che chở bao bọc. Thì cái hạnh phúc chúng ta có thể là chúng ta tận dụng niềm vui trong cuộc sống. Thứ hai nữa, đẹp. Thưa các bạn, bây giờ mình còn xuân xanh lắm, mới có 17, 18 tuổi. Các bạn nữ vẫn còn nét tươi tắn trên khuôn mặt của mình. Tóc tai không có bạc, mặt không có nhăn, lâu lâu có vài cái mụn nhỏ nhỏ thôi, không có gì đáng lo hết. Các bạn nam thì bắt đầu có thể có cơ bắp, cũng có cường tráng, cũng có tất cả những cái gì mà người khác nhìn vô thấy handsome chứ kìa, very handsome, đẹp trai chứ kìa. Đấy là cái quà tặng. Mà rồi vài năm nữa chúng ta có thể già đi đó. Tuy nhiên như cha nói, cái độ bền ở đây nó rất là cần. Nếu các bạn muốn có một niềm vui trọn vẹn và lâu dài, Thánh Gioan Bosco đó khuyên là hãy làm cái công việc bổn phận của mình một cách vui vẻ. Ngày nào có việc đấy, giờ nào có việc đấy, chu toàn bổn phận, chúng ta sẽ có cái niềm vui lâu dài. Thứ hai nữa, để cho sức khỏe của mình, để cho niềm vui và cái nét đẹp của mình nó được kéo dài. Ai trong chúng ta cũng mơ ước điều này hết. Thì chỉ có một điều duy nhất là mình phải có độ bền trong đó. Nếu các bạn muốn có 6 múi mà một ngày không chịu tập tạ thì làm sao có được. Nếu các bạn muốn đến một cái bài nhạc thật hay, thổi một cái bài kèn thuộc lầu lầu như thầy Công vừa rồi á, mà một ngày không bỏ ra 5-10 phút để ngậm cái dăm kèn cho nó mềm, lấy hơi cho nó chuẩn, tập và nhớ, thì làm sao chúng ta có được. Không có con đường hạnh phúc thành công cho những kẻ lười biếng và những kẻ vô ơn. Cho nên cha muốn kết lại ở đây trong cái lời nhắn nhủ này. Trước hết chúc mừng và cùng chung vui với các bạn, các thầy cô trong ngày hội ngộ các trường nghề năm nay. Chúng ta nói về ước mơ trong chủ đề của năm nay, cha cũng cầu chúc các bạn luôn luôn có những ước mơ đẹp, luôn luôn có những ước mơ vui và có độ bền để biến ước mơ thành chính cuộc sống của mình. Cha cầu chúc quý thầy cô, quý cha, quý thầy và tất cả các bạn một đêm nghỉ bình an. Cha cảm ơn. Rồi bây giờ như cha trưởng ban tổ chức yêu cầu thì cha sẽ ban phép lành, và trước khi đó thì chúng ta cùng đứng lên, chúng ta cùng đọc ba kinh kinh ngực.
nhân dân cha và con và thánh thần ta, xin mình Maria về ơn phước chúa cha cùng bà mà con phước là mọi người nữ và Giêsu con là bà buồn phước là thánh Maria đức mẹ chúa cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Xin mừng Maria, Chúa con ơn Chúa cha cùng bà, mẹ con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con là bà buồn phúc là. Thánh Maria, mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Xin mừng Maria, trời ơn con ơn Chúa cha cùng bà, con phúc là ơn mọi người nữ và Giêsu con là bà buồn phúc là. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Chúc anh chị em luôn được bình an. Ơn Chúa. Rồi chúc mọi người qua đến bình an.